Bây giờ mình đi siêu thị với mẹ mình toàn bây giờ siêu thị có mắt ha, để mình mua cái cây ăn ha. Đây, rất là ngon đây. Mua gì ạ? Nước mắm luôn hết mắm trời. Đó là lê. Lê lê Hàn Quốc. Được chưa? Lê Hàn Quốc là 65.500 đồng. Ok. Được rồi, đi nha các bạn. Rồi, đó là trái như này thôi. Wow, Halloween. Đây bắt đầu hôm nay là ngày 28 tháng 10 rồi các bạn, thì 30 tháng 10 đúng không ta, là ngày Halloween, cho nên là tất cả những cái shop rồi những cái siêu thị là người ta sẽ trang trí Halloween như thế này ha. Vậy là phong trào ha. Nhìn cũng mới lớn các bạn. Ok, và bây giờ mình qua cái quầy khác. Và mẹ mình đang lựa. Của gì nè? Quay coi. Quay ở đây. Quay phim. Lựa đi. Cầm gì cầm tiền hả? Cầm hai rất mất tiêu bây giờ. Lựa đồ mà cầm tiền rồi ha. Rồi vừa đây, nấu gì? Nấu súp hả? Nấu súp hành gì? Cà rốt nữa hả? Khoai tây rồi phải không? Rồi, cái này là chúng mình đi cân. Bộ này của mình luôn hả? Cái này là... Cái này củ gì quên ta? Hả? Củ dền đúng, củ dền. Củ dền. Thôi chứ. Chị muốn cái gì vậy? Nấu nữa thôi. Nấu cái đó. Đấy, nó dùng dưới đây rồi. Nữ nấu xong rồi. Rồi, đi đi đi. Cuốc cái này hả? Này mở cho. Nè. Mấy bữa nữa đi. Rồi mình qua đây mình coi cái cây nha các bạn. Dưa lưới nè. Bưởi. Nó quýt rồi.
được ha, dưa 20 mấy nghìn, dưa lưới 68 nghìn. Wow, chắc mua chuối quá các bạn. Chuối cốt mắt 29.900 đồng, là coi như là chuối này cũng ngon, chắc mình sẽ mua một mua nãy này. Dạ. Ok. Để chúng nó cân lượng luôn. Ủa cái chuột chứ có thấy đâu, thấy sao? Chi chuột thôi. Cái này là một cách. Cái nhặt luôn rồi. Để mua chanh đi nè. Mua chanh đi. Nè, nói cái bịch luôn. Lấy xác bịch nhỏ. Hả? Mami lựa đồ sẵn. Hả? Bịch nhỏ hay bịch bự? Nhỏ không? Nè. Thank you.